Ngày 25 tháng 10 năm 2021, Bộ Chính trị ban hành quyết định số 40 thành lập Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết trong 10 năm qua. Bộ Chính trị cũng yêu cầu đánh giá ưu điểm, kết quả nổi bật, những hạn chế yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong thực hiện nghị quyết, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đến năm 2035 và những năm tiếp theo. Trung ương cũng chỉ rõ yêu cầu việc chuẩn bị và xây dựng đề án tổng kết nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 cần tiến hành nghiêm túc, thực chất, thiết thực và đúng tiến độ. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận về tư duy nhận thức, lý luận của Đảng ta về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới với 6 nội dung trọng tâm của nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.